quay cho anh em xem vườn hoa cúc. Đây, trên này là hệ thống bóng đèn. Cây trồng khoảng cách hàng là khoảng 25 phân, ở bên là khoảng 15 phân cho đến một găng tay. Cây cách cây khoảng 10 phân. Đấy, anh xem. Đấy, cái cây khoảng 10 phân, cứ một găng tay là được hai cây. Trồng hai cây. Đấy, hàng cách hàng 15 phân. Đẹp chưa? Quá đẹp. Đều tăm tắp luôn anh em. Luống này thì một luống này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cấy 11 khóm, 11 hom. Giống này rộng 30 phân, ở đây thì ruộng nó hơi sâu.